xôn xao vụ chồng đòi 12 triệu tiền ăn hàng ngày của vợ sau khi ly hôn, bắt tháo bình điện xe đạp ra trả. Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao về một vụ ly hôn khi người chồng tính toán chi ly, đến tới từng cọng rau, cọng dưa với vợ. Theo đó, cặp đôi này cũng mới tổ chức đám cưới được 14 tháng, người vợ làm giáo viên trong khi chồng là công nhân. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cặp đôi đã xảy ra xung đột dẫn tới ly hôn. Điều đang nói là người chồng bắt vợ phải trả lại hơn 42 triệu đồng, bao gồm 12 triệu tiền ăn hàng tháng tính từ thời điểm cô về làm dâu. Thậm chí, người chồng còn giữ lại giấy tờ tùy thân của vợ đến bao giờ trả đủ tiền mới đưa. 42 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ nên người vợ khó lòng gom góp được một thời gian ngắn. Vì vậy, cô đã ngỏ ý với chồng trả trước một khoản tiền để lấy giấy tờ tùy thân nhưng không được. Nếu cô không trả hết cô sẽ không lấy được một cái gì. Tôi nghĩ cô sẽ cần đống giấy tờ quan trọng của cô hơn đấy, người chồng nhắn tin cho vợ. Cuối cùng, người vợ cũng trả đủ tiền cho chồng cũ và được giải thoát khỏi anh ta. Thế nhưng, mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Tới lúc vợ thu dọn đồ đạc, anh chồng còn dặn bố mẹ anh ta đứng trông vì lo sợ cô sẽ lấy gì của nhà anh. Chiếc xe điện cô mang về cho mẹ chồng, lúc đi dắt xe ra anh chồng còn bảo xe này anh thay bình nên tháo nốt bình điện ra trả. Do đó, người vợ đã phải dắt bộ xe rời khỏi căn nhà đó. Quá bức xúc với người từng chung chăn chung gối với mình, người vợ đã phê bày bộ mặt thật của chồng cũ lên mạng xã hội ngay sau khi trả đủ tiền cho anh ta. Không rõ vì nguyên nhân gì khiến cặp đôi chia tay và sự việc có hoàn toàn đúng sự thật hay không nhưng câu chuyện ngay sau đó đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó tin trước sự keo kiệt, tính toán chi ly của người chồng và thương thay cho cô vợ khi lấy nhầm chồng. Một số người bình luận, chuyện thật không thể tin nổi. Chúc mừng em đã thoát khỏi một kẻ không phải là người phải nói bạn gái này rất hiền mong sau này bạn sẽ gặp người tử tế đàng hoàng biết trân trọng bạn yêu thương bạn nhiều hơn ly hôn đòi cả tiền ăn hàng ngày thật không thể tin nổi còn có người tính đến cộng rau cộng hành như vậy sau khi kết hôn không phải cặp đôi nào cũng có thể nắm tay nhau đi tới cuối đời do không hòa hợp hoặc vì một số lý do nào đó mà một số cặp đôi sẽ ly hôn có người chia tay trong hòa bình vẫn giữ mối quan hệ tốt sau khi ly hôn tuy nhiên cũng có cặp đôi ra đi trong ổ á đầu tố nhau trên mạng xã hội